Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con mới lục được ở sau vườn. Nó khoảng chừng 15-20 giờ. Đây là cây cát chôm thông fancy. Và cây bên con là hàng đang nụ Tết nha cô chú. Đây là cát chôm thông fancy á. Và nở là ngay vào ngay mùa xuân luôn, ngay Tết luôn. Cây bên con là cây đang nụ ha. Tầm khoảng mười mấy 20 ngày thì nó sẽ nở ngay Tết. Mặt hoa rất là to nha cô chú. Và cây chôm thông này hoa là cực kỳ to luôn á. Và cái mùi thơm của nó rất rất là thơm. Hai cánh là hai cánh bầu nè, cánh nó chồng lên nhau rất là đẹp không cô chú. Nó có hai con mắt rất là rõ luôn á. Đây là cát chôm thông fancy. Và giá tiền của chôm thông fancy này bên cửa hàng bên con đang bán là 250 nghìn một chậu. Chôm thông fancy nha cô chú, 250 nghìn. Cây là cực kỳ khỏe luôn, cây rất là đẹp. Giá của nó là 250 nghìn. Cây bên con là cây đang nụ nha cô chú và hoa là hoa quanh năm luôn. Số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Hoa Lan đang nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và tôi đang xin phép giới thiệu cô chú mình cái hình cây của cây cát chôm thông fancy bên con. Ở đây, con xin giới thiệu với các cô chú đây là hình cây chôm thông fancy bên con nha. Bên con chỉ còn khoảng mười mấy chậu là cây là bên con là đang nụ thôi. Đó, cô chú nhìn nè, mấy cái mèo này nụ đã to rồi cô chú, nụ to là nó sẽ nở ngay Tết. Đó. Thấy không, chú thấy nụ không? Nụ rất là to ha cô chú, nụ này là nụ to rồi. Thì cái cây này thì nó sẽ nở sau ngày Tết luôn á, cây cực kỳ đẹp, bụi rất là đẹp không cô chú. Và giá của chôm thông fancy ngày hôm nay bên cửa hàng bên con đang bán với giá là 250 nghìn một chậu cây nụ. Bên con đã kích hoa sẵn rồi, kích hoa này lên là hoa rất là đẹp ha. Đồng giá là 250 nghìn. Bụi này cũng rất là nhiều thân, hàng trồng thuần tại vườn nha cô chú. Và con trồng bằng sơ dừa, đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt nè. Đó. Cây này là vừa lên mầm và vừa có nụ luôn, nụ này là nụ lớn, con đã lựa cây nào có nụ lớn để cho cô chú mình về mình chơi hoa Tết ha. Đảm bảo với các cô chú là mình nhận khi mà nhận cây là cây nào cũng đang nụ nha cô chú. Đây là cái chôm thông fancy, giá của nó là 250 nghìn một chậu. Thức cây từ gốc lên tới đầu lá là tầm khoảng 30 cm hơn nha cô chú. Cây là cực kỳ khỏe luôn á. Các chôm thông fancy và giá tiền của chậu chôm thông fancy này bên cửa hàng bên con đang bán là 250 nghìn, tất cả đều đồng giá. Chôm thông fancy ha cô chú, đồng giá là 250 nghìn một chậu. Cây bên con đã xuống rễ rất là tốt rồi, hàng trồng thuần nha cô chú, mình về mình yên tâm mình trồng ha. Và khi đóng hàng đi thì bên hàng bên con sẽ ém gòn, ém báo để cho cây mình nó sẽ khi mà mình nhận hàng á, cây nó sẽ không bị hư nụ và không bị dập lá. Cây là cực kỳ khỏe ha cô chú. Có thể mình về mình sẽ cắt bỏ cái chậu nhựa này ra để mình kèm theo một ít giỏ thông xung quanh để mình thay chậu lớn như nó. Khi nào mà hoa tàn rồi thì mình sẽ tách bớt cái sơ dừa nè. Mình sẽ tách bớt ra và mình trồng lại. Nói chung cái dòng cát chôm thông này thì rất là dễ trồng và hoa của nó là hoa quanh năm ha. Ở đây thì con trồng một cái chậu chôm thông fancy á, một năm thì nó cho hoa 4 năm lần luôn. Cây bên con rất là xuyên hoa. Đó. Đồng giá nha cô chú, 250 nghìn một chậu. Và số điện thoại của bên con á, là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cây bên con rất là mập nha cô chú, cực kỳ mập luôn, rất là khỏe.